Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển. Thưa quý vị, trong tiến trình xây dựng phát triển địa phương, thì cải cách hành chính đã và đang là khâu đột phá điều chỉnh, hoàn thiện để không ngừng nâng cao chất lượng. Tại thành phố Vũng Tàu, từ năm 2018 cho đến nay, Đảng bộ chính quyền thành phố luôn tập trung đầu tư hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thành phố đến các phường xã, tiếp tục rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn. 6 tháng đầu năm 2019, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố, trong hơn 16.510 hồ sơ tiếp nhận, thì tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đạt 97%. Số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 17 phường xã đến hơn 39.260 cũng đã được giải quyết đạt 99,7%. 82% người dân bấm chọn mức hài lòng khi cần thực hiện các thủ tục hành chính. Phát huy kết quả khả quan từ cải cách hành chính sau vài năm trở lại đây, trong năm 2019, thành phố Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Từ mục tiêu đặt ra, thành phố Vũng Tàu đã thực hiện đầy đủ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực thuộc chức năng của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính với những hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Với cái thủ tục rất là lớn, thành phố Vũng Tàu tăng cường trong việc tổ chức thực hiện công việc và tiếp công dân để giải quyết các vấn đề mà liên quan đến quyền lợi cũng như là trách nhiệm của người dân về tổ chức thực hiện. Thưa quý vị, lan tỏa hiệu ứng của các đợt phát động thi đua do Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu phát động, mỗi cơ quan, đơn vị, các phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã và đang triển khai nhiều giải pháp hay, mô hình tốt về cải cách hành chính nhằm giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu những mô hình hay, cách làm mới trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đang được Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhân rộng. Tháng 2 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Thắng Nhì triển khai mô hình nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ, tăng thời gian tiếp dân lên 10 giờ trên một ngày hành chính. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại phường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng bắt đầu từ lúc 7 giờ đến 12 giờ và buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Ủy ban nhân dân phường đã sắp xếp nhân sự, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Khi việc triển khai mô hình này thì sẽ thay đổi một cái thói quen về thời gian làm việc của cán bộ. Nên Ủy ban nhân phường cũng đã quán triệt và động viên lực lượng cán bộ để mà đặc biệt là những đồng chí mà làm cái ca trễ giờ thì sẽ nhận thức được cái trách nhiệm của mình trong cái tham gia quá trình công tác. Tức là sẽ chia thành hai bộ phận cán bộ, đảm bảo cái thời gian công tác của mỗi cán bộ là không quá 8 giờ. Khi mà mình kết nối hai bộ phận cán bộ này về thời gian công tác thì sẽ đủ 10 giờ phục vụ. Thời gian xử lý thủ tục hành chính sớm hơn, kết thúc muộn hơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho những người lao động phải làm việc trong giờ hành chính, có thể tranh thủ đến Ủy ban nhân dân phường chứng thực, sao y hồ sơ theo nhu cầu. Tôi thấy điều này rất là thuận tiện chị, tại vì nếu 1:30 mà có nhiều người ta bận công chuyện này nọ rồi đó, đi đón con này nọ đó, mà giờ làm thêm đến 12 giờ thì rất là tiện. Từ tháng 4 năm 2018, các loại giấy tờ, hồ sơ sau khi được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường 5 hoàn tất sẽ được chuyển sang tổ tổng đài thực hiện dịch vụ thông báo tiến độ xử lý hồ sơ qua tin nhắn của phường. Căn cứ vào từng hồ sơ, thành viên của tổ sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho cá nhân, tổ chức đến nhận hồ sơ của mình. Cái việc mà nhắn tin qua điện thoại là rất là thuận tiện, tại vì đôi lúc thì chúng tôi cũng có nhiều việc á, thì không có tiện để nhận giấy báo của từ phường, mà nếu nhận qua tin nhắn điện thoại là rất là tiện lợi cho cái việc mà người dân trực tiếp liên hệ. Thì thực hiện cái mô hình nhắn hồ sơ qua tin nhắn cho người dân thì được sự đồng thuận rất cao và rất là ủng hộ của người dân. Thì qua một năm thì hồ sơ, cái lượng hồ sơ truyền tải đến người dân, trải người dân thì nhanh hơn.
4 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ hồ sơ giải quyết hồ sơ hộ tịch qua tin nhắn chiếm 80% và thẻ bảo hiểm y tế chiếm 60%. Số còn lại, các tổ chức và cá nhân đợi lấy ngay sau khi nộp hồ sơ. Thưa quý vị, tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, một mô hình mang ý nghĩa rất thiết thực và nhân văn đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu triển khai là không vách kính ngăn cách. Đến nay thì 100% bộ phận một cửa tại Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu và các phường xã đã tháo dỡ hoàn toàn vách ngăn cách nhằm tăng thêm sự thân thiện và gần gũi với người dân. Mô hình không vách kính ngăn cách giữa công chức tiếp nhận trả kết quả với các tổ chức người dân tại các quầy giao dịch ở các bộ phận một cửa từ thành phố đến phường xã được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu triển khai cuối năm 2018. Việc tháo tấm kính giúp cả hai bên có cảm giác nhẹ nhàng, bình đẳng và thoải mái hơn trong giao tiếp. Qua đó, cán bộ làm công tác tại bộ phận một cửa cũng nâng cao hơn trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Tính đến thời điểm này, 17 trên 17 phường và xã Long Sơn của thành phố Vũng Tàu đã tháo gỡ hoàn toàn vách kính ngăn tại bộ phận một cửa. Việc làm này được người dân đánh giá cao. Trước đây thì che chắn nhiều, bước vô thì nó có những cái tấm chắn nó làm cho mình không có thoải mái. Còn bây giờ bước vô thì nó không có những cái tấm chắn đó thì cái tầm nhìn của mình thông thoáng hơn, thoải mái hơn. Thời gian gần đây là cũng bỏ cái vách chắn đằng trước của cái cơ quan này thì riêng về tôi đánh giá là thấy nó thoáng hơn và nó thể hiện cái sự tôn trọng của giữa người đến làm việc cũng như người làm việc, thấy nó gần gũi hơn. Năm 2019, thành phố Vũng Tàu đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% các văn bản tài liệu trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị cấp thành phố được thực hiện dưới dạng điện tử, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được thực hiện ở mức độ 2 và trên 80% thủ tục hành chính được thực hiện ở mức độ 3. Để hoàn thành mục tiêu, từ nay đến cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, thành phố Vũng Tàu tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Các thủ tục hành chính liên quan đến các tổ chức cá nhân được cải cách theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, minh bạch. Thành phố cũng duy trì, nâng cao chất lượng quy trình xử lý thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông tại 100% cơ quan hành chính nhà nước. Giảm 15% chi phí mà cá nhân tổ chức phải bỏ ra khi liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính. Song song đó, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường, bộ máy hành chính tiếp tục được sắp xếp tinh gọn để giảm đầu mối tổ chức trên cơ sở rà soát, sắp xếp các tổ chức có chức năng tương đồng. Thưa quý vị, mỗi mô hình hay giải pháp trong cải cách hành chính được triển khai thực hiện tại thành phố Vũng Tàu đã và đang tạo sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực, qua đó góp phần tạo dựng vị thế một trung tâm kinh tế văn hóa của Bà Rịa Vũng Tàu đầy năng động và thân thiện. Chương trình Địa phương trên đường phát triển đến đây xin được phép tạm dừng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức. Quay lại quý vị vào chương trình này ngày mai phát sóng lúc 17:50 với điểm đến là huyện Xuyên Mộc.